Pháp Liên Hoa Phẩm Như Lai thần lực thứ 21 lúc bấy giờ các vị đại Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đấng vọt lên đón đều ở trước đấng Phật một lòng chấm tay chim ngưỡng dung nhan của Phật mà bánh cùng Phật rằng Thế Tôn sau khi Phật diệt đồ ở nơi cõi nước của Đức Thế Tôn Phật thân diệt đồng chúng con sẽ rộng nói kinh này vì sao chúng con cùng tự muốn đưa pháp lớn thanh tịnh này để thu trì đồng tùng giải nói biên chép mà cũng dạng đó lúc đó Thế Tôn ở trước ngài văn thù sư lợi vân vân vô lượng trăm nghìn muôn ứng vì đại Bồ Tát cựu trụ ở nơi cõi ta bà và các tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di trời rộng già xóa càng tháng bà tu la ca Cận Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân Vân Vân Trường Tân Cà Chúng Hiển Chứng Thần Thông Lớn bày tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phàm thế tất cả lộ chân long phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc thay đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương các đức phật ngồi trên tòa chư từ dưới cây bao cũng lại như thế bày tương lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng lục đứng Thích Ca Mâu Ni Phật và các đức phật dưới cây bao hiện chân thần thông mạng trăm nghìn năm vậy sao mới hoàn nhiếp tương lưỡi đồng thời tặng hắn cùng chúng cài móng tay hai tiếng vang đo khắp đến còi nước của các đức phật trong mười phương đấng đều sáu điều vang đồng chúng sinh trong đó trời rộng và xóa càng thắng bà tu la ca lâu la cận na la ma hầu là già nhân cùng phi nhân vân vân nhờ sinh thần của phật đều thấy trong cõi ta bà này vô lượng vô biên trăm nghìn muôn các đức phật ngồi trên tòa chư từ dưới nhân cây bao và thấy đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa chư từ trong tham bao lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ứng vì đại Bồ Tát và hàng thứ chúng cung kính vây quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thấy thế rồi đều rất vui mừng được điều chưa từng có từng thời hàng chưa thiên ở giữa không lên tiếng xương rằng khỏi đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ứng vô số thế giới có nước tên ta bà trong đó có phần hiểu Thích Ca Mâu Ni hiện nay vì các đại Bồ Tát nói kinh đại thừa tên diệu pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Vân Sơ Hồ niệm các ông phải thâm tâm tùy cũng nên lễ bái cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các chúng sinh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi chắp tay xoay về cõi ta bà nói thế này: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng các món hoa hương chuối ngọc khoan lòng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trắng bao đều đồng với đại vào cõi ta bà, các vần rải đó từ mười phương đến thi như mây nhóm biến thành màn bông. Trùm khắp trên ca đinh phần ở trong đây, bây giờ mười phương cõi nước không đà không ngại như một cõi Phật. Khi đó phần bao đại chúng bần thường hành Bồ Tát thay thân lưng của các đinh Phật vô lượng vô biên. Bân khả tư nghị như thế, nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ứng vô số kiếp vì đề chúc lý mà nói công đức của kinh này vẫn chẳng hết đường. Tóm nói đó tất cả pháp của Như Lai có tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả vị rấn sâu của Như Lai đều tuyên bày đó nói trong kinh này. Cho nên các ông khi nghe Như Lai diệt đồ phải một lòng thù trì đồng tùng dài nói biến chép đúng như lời nói mà tu hành cõi như chỗ nào, nếu có người thù trì đồng tùng dài nói biến chép đúng như lời tu hành. Hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc tăng phường, hoặc nhà bánh y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đông, trong trong đó đều nên dừng ta cúng dường. Vì sao phải biết chỗ đó chính là đạo tràng ca đứng Phật ở đây mà được vô thượng chính đẳng chính gia ca đứng Phật ở đây mà nhập niết bàn. Lúc đó Đấng Thế Tôn muốn thuyền lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Các Phật Đấng Cứu Thế trụ trong thần thông lớn vì vui đẹp chúng sinh hiện vô lượng thần lần tương lưới đến phạm thiên. Thân phóng vô số quang vì người cầu phần đạo hiền rìa in có này tiếng tăng ngăn của Phật cùng tiếng cải mong tay cắm vang mười phương cõi đấng đều sâu muôn đồng. Sau khi phần nhiều đô người thì được kinh này các phần đều vui mừng hiện vô lượng thần lực vì chúc lũy kinh này khen ngợi người tu trì ở trong vô lượng kiếp vẫn còn chẳng hết đường. Công đức của người đó vô biên vô cùng tận như mười phương hư không chẳng thể được ngàn mê. Người chỉ được kinh này thời là đã thấy ta cũng thấy phần đã bảo và các Phật phân thân. Lại thấy ta ngày nay giáo hoa các Bồ Tát người thì được kinh này khiến ta và phân thân phân đã bảo diệt độ tất cả đều vui mừng mười phương phần hiện tại cùng quá khứ vị lai cũng thấy cũng cúng dường.
cũng khiến được vui mừng các vẫn ngồi đạo tràng quan biểu đã được người trì đọc kinh này chẳng lo cũng sẽ được người trì đường kinh này nơi nghĩa của các pháp danh từ và lời lẽ nói không cùng tầm như gió trong hư không tất cả không chướng ngài sau khi như là diệt biết kinh của phật nói nhân duyên và thử để theo nghĩa nói như thơm như ánh sáng nhận nguyệt hay trừ căn tối tâm người đó đi trong đời hay dân coi chúng sinh dày vô lượng bồ tát rốt nào trụ nhân thừa cho nên người có trí nghĩa công đức lời này sau khi ta diệt độ nên thụ trì kinh này người đó ở phong đạo quyết định không